Pfizer sẽ đẩy nhanh ra vaccine, sẵn sàng hợp tác về thuốc điều trị COVID-19. Pfizer đã cam kết tìm mọi phương án để đẩy nhanh tiến độ ra vaccine và sẵn sàng hợp tác về thuốc điều trị COVID-19 với Việt Nam. Tối 20 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Chủ tịch, Giám đốc điều hành công ty Pfizer, ông Albert Bourla. Trước đó, ngày 9 tháng 8, Thủ tướng có thư gửi ông Albert Bourla về hợp tác vaccine. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của những đóng góp mà công ty Pfizer trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe và chăm sóc sức khỏe toàn cầu trong suốt bề dày hoạt động của mình, đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Hiện nay, thông qua việc phát triển thành công vaccine Pfizer với triết lý, những đột phá sẽ thay đổi cuộc sống của bệnh nhân. Thủ tướng cũng bày tỏ sự cảm ơn công ty Pfizer đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển ngành y tế tại Việt Nam, cũng như đã hợp tác tích cực để chuyển giao vaccine cho Việt Nam theo hợp đồng cung cấp 31 triệu liều vaccine giữa Pfizer với chính phủ Việt Nam. Vừa qua, chính phủ Việt Nam cũng đã thông qua việc mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine từ công ty này. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chính phủ Việt Nam đang quyết liệt thực hiện chiến lược vaccine, tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc để có thể đạt được mục tiêu đến đầu năm 2022 tiêm chủng cho 70% dân số, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Do vậy, Thủ tướng đề nghị Pfizer ưu tiên quan tâm và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giao vaccine cho Việt Nam theo các hợp đồng, thỏa thuận. Trước mắt là hoàn thành cam kết số lượng vaccine giao trong tháng 8, tháng 9 và quý 4 năm 2021, sớm bàn giao vaccine cho trẻ em và người dưới 18 tuổi. Đồng thời, Thủ tướng cũng mong muốn Pfizer sẽ hỗ trợ để Việt Nam được vay nhượng lại số vaccine hiện chưa có nhu cầu sử dụng từ các nước khác đề xuất tăng cường và thiết lập các hình thức hợp tác mới như chuyển giao công nghệ về vaccine và nhất là thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác chiến lược lâu dài với Pfizer trong lĩnh vực dược phẩm, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực y tế cho Việt Nam, khẳng định chính phủ Việt Nam đặt quan tâm hàng đầu là an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân. Chủ tịch và giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla khẳng định Pfizer cũng như cá nhân ông khi nhận và đánh giá rất cao những nỗ lực và các biện pháp của chính phủ Việt Nam trong ứng phó dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của người dân, tin tưởng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Ông Albert Bourla chia sẻ sự xuất hiện của chủng virus Delta đã và đang làm tăng mạnh số ca nhiễm trên toàn cầu, gây nhiều khó khăn cho công ty trong việc đáp ứng nhu cầu rất lớn của thế giới về vaccine COVID hiện nay. Tuy nhiên, trước đề nghị của Thủ tướng, Chủ tịch Pfizer cam kết sẽ nỗ lực hết sức tìm mọi phương án để đẩy nhanh tiến độ ra vaccine cho Việt Nam trong tháng 8, tháng 9 và quý 4 năm 2021, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ Việt Nam được nhận chuyển nhượng và các hình thức chuyển giao vaccine khác từ các quốc gia, tích cực ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về vaccine. Đồng thời, Chủ tịch công ty này cũng hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác chiến lược lâu dài với Việt Nam, theo đề nghị của Thủ tướng. Trước những thông tin từ Chủ tịch Pfizer về tiến độ nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc điều trị COVID-19, Thủ tướng cho biết sẽ giao Bộ Y tế và Cơ quan Đại diện Ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ sớm liên hệ với đại diện công ty để thúc đẩy hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này.